Xin kính chào quý vị đang đến với chương trình Điểm tin cuối ngày của Sun TV. Chương trình tối hôm nay, ngày 6 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây. Hàng ngàn khối đất đá đổ sập, một ngôi làng ở Quảng Ngãi có nguy cơ bị xóa sổ. Vì ăn chậm, cô giáo mầm non làm bé 3 tuổi kẽn xương đùi trong lớp. Phát hiện hàng trăm ký bột ngọt Trung Quốc giả dạng Ajinomoto ở quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. 16 học sinh bị ông rừng tấn công do có tổ ong ngay tại trường học. Trung Quốc ngang ngược xây dựng ồ ạt ở Hoàng Sa. Sau đây sẽ là phần thông tin chi tiết. Thưa quý vị, vừa qua một vụ sạt lở đã khiến hàng ngàn khối đất đá đổ sập, uy hiếp người dân ở thôn Cưa, xã Trà Hiệp, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi. Hiện người dân đã được sơ tán đến nơi an toàn, còn ngôi làng nằm dưới hồng đất có nguy cơ bị xóa sổ bất cứ lúc nào. Người dân trong làng kể, tối ngày 4 tháng 11, đất đá bất ngờ đổ sập phía sau nhà. Trong đêm, chính quyền khẩn trương đưa người dân rời khỏi làng, đến ở kép tại những nhà dân có vị trí an toàn. Theo quan sát, khu vực này đang xuất hiện nhiều vết đất kéo dài khoảng 200 mét. Nước từ trong thân núi túa ra, tạo thành bùn nhão tiếp tục tràn xuống ngôi làng. Chính quyền đang điều xe cơ giới đến dọn dẹp bùn nhão và theo dõi sát sao tình hình, không cho người dân trở lại nhà di chuyển đồ đạc. Theo thống kê của xã Trà Hiệp, có 80 nhà với 47 người phải di dời khẩn cấp. Ngôi làng này người dân sinh sống hàng trăm năm qua và không có sạt lở trước đây. Hiện trạng điểm sạt lở có một con đường vừa mới mở, đơn vị thi công bạc một phần quả đồi tạo ta luy dương cao khoảng 10 mét. Do bé trai 3 tuổi ăn chậm, cô giáo đã bế bé lên và gác chân phải của bé lên cổ. Sau đó bé kêu đau, cô kiểm tra và đưa bé đến bệnh viện. Tại đây bác sĩ phát hiện bé bị gãy xương đùi. Ông Đỗ Duy Tân, 35 tuổi, trình báo với công an về việc con trai là bé B, 3 tuổi bị gãy xương đùi trong giờ học. Nhận được trình báo, công an đã trực tiếp làm việc với ban giám hiệu trường mẫu giáo Hòa My. Theo đó, gần 11 giờ ngày 28 tháng 10, cuối giờ ăn trưa còn một số bé ăn chậm, trong đó có bé B. Do nóng lòng cho các cháu ăn nhanh, bà Phạm Thị Thanh Thủy, giáo viên chủ nhiệm lớp mầm 3, đã bế bé B lên và gác chân phải của bé lên cổ. Sau đó bé kêu đau, bà Thủy đã kiểm tra và đưa bé đi khám tại bệnh viện. Kết quả chụp X-quang cho thấy bé bị gãy xương đùi. Chiều cùng ngày, gia đình đưa bé đi nhập viện điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1, thành phố Hồ Chí Minh. Theo hiệu trưởng nhà trường, ngay trong ngày đã cho bà Thủy làm tường trình và ra quyết định tạm đình chỉ công tác 1 tháng để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định. Sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã đến bệnh viện thăm bé B, trực tiếp xin lỗi gia đình. Thưa quý vị, hôm qua ngày 5 tháng 11, công an đã phát hiện và thu giữ hàng trăm ký bột ngọt Trung Quốc giả dạng Ajinomoto trên địa bàn quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 10 ngày 3 tháng 11, tổ công tác công an quận 8 phát hiện một người đàn ông chạy xe máy chở hàng trên đường Tùng Thiện Vương, phường 12, quận 8 có biểu hiện nghi vấn nên cho dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra xác định tài xế là Đỗ Trạch Khâm, 42 tuổi, ngụ quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời tổ công tác kiểm tra thu giữ tại chỗ 120 gói bột ngọt loại 1kg một gói, giả làm nhãn hiệu Ajinomoto. Qua xét khẩn cấp tại nơi ở của Khâm, tổ công tác tiếp tục thu giữ 56 gói bột ngọt loại 500g một gói bán thành phẩm nhãn hiệu Saji, 46 gói bột ngọt loại 500g một gói thành phẩm nhãn hiệu Saji. Ngoài ra còn phát hiện thu giữ 9 bao bột ngọt xá, một dạng bột ngọt Trung Quốc nhập lậu để làm giá bột ngọt khác, loại 25kg một bao, 198kg bột ngọt xá, 45 bao bột ngọt xá đã qua sử dụng, 1.300 vỏ bao bì nhãn hiệu Ajinomoto, Saji cùng các phương tiện, dụng cụ để đóng gói bột ngọt. Tại địa bàn xã Thanh Khê, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, 16 học sinh chuẩn bị vào lớp thì bất ngờ bị ong rừng tấn công do có tổ ong trong trường. Đầu giờ chiều hôm qua, ngày 5 tháng 11, các em học sinh tiểu học và trung học cơ sở xã Thanh Khê, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An chuẩn bị vào lớp học thì bất ngờ ong rừng lầm tổ tại cây ngô đồng trong khuôn viên trường trung học cơ sở bay ra tấn công. Kết quả 7 em trường trung học cơ sở và 9 em trường tiểu học bị đốt do chung bờ rào. Ngay lập tức giáo viên và người dân đã đưa các em tới trạm y tế xã sơ cứu. Ông Trần Quốc Hùng, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cho biết, bé nặng nhất bị ong đốt hàng chục nốt. 4 em sau khi sơ cứu thì chuyển lên tuyến trên, hiện sức khỏe đã ổn định. Đến tối cùng ngày, 12 em đã xuất viện. Theo lãnh đạo xã, tổ ong này vừa ở rừng bay về làm tổ trong ngày, giáo viên chưa kịp phát hiện. Hiện nhà trường đã nhờ người xua đuổi tổ ong. Thưa quý vị, Trung Quốc ngang ngược xây dựng ồ ạt ở Hoàng Sa. Hình ảnh vệ tinh cho thấy nước này ngang nhiên xây dựng nhiều công trình tại đảo Duy Mộng, đảo Cây, Côn Cát Tây thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Các hình ảnh vệ tinh cho thấy có nhiều công trình mới tại một số đảo, bao gồm nhà, trạm cấp điện, khu trồng trọt và công trình giống một bãi đáp trực thăng tại Hoàng Sa của Việt Nam. Theo đó, Trung Quốc có thể đang tìm cách củng cố khả năng tiếp cận và sự ổn định của các đảo mà nước này chiếm đóng phi pháp. Tại đảo Duy Mộng xuất hiện một công trình giống bãi đáp trực thăng có thể nhằm giải quyết vấn đề tiếp cận vì các tàu hiện đang phải đi qua một rãnh giống như kênh đào để đến đảo. Hình ảnh vệ tinh cho thấy kể từ ngày 20 tháng 5, một bãi đất được dọn trống ở phía tây của bến tàu và đang được xây dựng. Khu vực hình vuông dường như đang được lót nền với một số công trình được xây dựng hoặc đã xây móng tại rìa phía tây bãi đất. Đến ngày 3 tháng 11, việc xây dựng vẫn tiếp tục. Tại đảo Cây, hình ảnh vệ tinh cho thấy nhiều công trình được tạo nhằm hỗ trợ cư trú và trồng trọt.
một bãi đất được dọn sạch cạnh công trình ở phía đông bắc của bến tàu và một công trình giống như sắp được xây thêm thành dãy nhà ở và kho. Nơi trồng trọt ở phía bắc bến tàu trông xanh hơn trước, cạnh một tua bin gió được tháo rời gần nhiều tấm pin năng lượng mặt trời. Khu xây dựng lớn nhất nằm cạnh bến tàu với bãi đất hình tam giác nơi các nhà tạm được dần thay thế bằng các công trình vững chắc hơn. Bãi đất xanh hóa trong 6 tháng qua cho thấy Trung Quốc có thể đã đưa đất đến hoặc dùng hóa chất để dần dần biến cát thành đất. Trước đó vào tháng 6, tàu Trung Quốc có thể đã bắt đầu hoạt động đặt cấp ngầm phi pháp ở Hoàng Sa. Trước thông tin này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ, Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Điểm tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi. Hãy nhớ nhấn nút like và subscribe kênh Sun TV để cập nhật những tin tức mới nhất. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!